đầu tháng 11 ở Hilton mình có một cái đám cưới đặc biệt, là cái bà cụ này nay cũng 80+ tuổi à, chứ ông cụ này cũng 80+ luôn, rồi làm đám cưới bên đình luôn á, vui chứ, mời mấy ông hướng đạo á, nên là có sẽ quen với một vị linh mục, tức nghĩa anh em, tại vì năm nay ổng 50+ tuổi à, ổng thương này lắm, mà ổng gia đình con một thôi mà đi tu á, nhưng bình dân lắm, tội nghiệp lắm, mà là cha đó, mình theo bên đạo gọi là cha đó. Bình thường gọi là cha. Ừ, tôi nói thành ra ổng á, ổng gọi đằng này bằng thầy xưng con, đằng này gọi ổng bằng cha xưng con, mắc cười là thôi cuối cùng mới kết nghĩa anh em. Tháng 11 này ổng qua nè. Ổng ở đâu thầy? Ổng ở Cali á, của Cali, nhưng mà giống như hồi xưa ổng đi học bên Đài Loan á. Dạ. Đài Loan bên giáo phận Đài Loan, thành ra bây giờ giống như khi mà ngộ nha, về bên đây không gia nhập bên đây thì người ta không tính, cho nên giờ mọi việc thì phải sinh hoạt bên cái bên nước Đài Loan á, có phần mà hôm qua thì ông làm lễ chúc phúc cho cái cặp này, là hồi xưa hai cặp này là tình nhân hồi xưa, cho tới bây giờ là sau mấy chục năm rồi, sau tự nhiên rồi giống như ông thì chết vợ, bà chết chồng ấy, mới gặp lại quen mừng quá đi. Người thì ở bên, hình như bên Florida phải, người bên Hilton này nè. Rồi thành ra cho nên bà mới nói là giờ bà chứ biết bà tái giá. Bây giờ bà gặp lại ông hồi xưa, từng làm bạn hồi nhỏ vậy đó, bò mình rồi tái giá. Mấy đứa con đó là quá đi. Rồi bây giờ bà mới tái giá thì bà phải làm đám cưới đàng hoàng. Rồi cuối cùng chịu. Bắt một đám cưới bằng áo cô dâu đồ, ông kia bằng áo chú rể đồ. Thì thành ra bây giờ nhập phòng đàn gái. Nhập phòng đàn gái thì nghe ông cụ kêu với ông nhập phòng. Rồi mấy ông cha này đó, là học cái ban hướng đạo hồi xưa đó. Mà bà thì như là bà là với trong hai người đạo Phật, người đạo Chúa, nhưng mà giống như trong ban hướng đạo thì ông cha ông tới ông chúc phúc thôi, chứ không phải là làm lễ nhờ thờ. Ông nói kỳ này Vinh Hoa ghé thầy chơi, cười vô thôi, ủa ba cha đi về lễ cưới, Vinh về lễ cưới đâu, này lễ cưới đặc biệt lắm, hỏi đặc biệt đấy, hai cặp này nó còn trẻ mai ngày hỏi nhiều mới 80+ làm phòng một tới tháng 11. Giờ sống cái đến nước này giờ tay giá rồi bà mẹ sẽ... À, mấy đứa nhỏ nó bắt buộc bà mẹ phải, mẹ muốn tay giá là đều phải bắt mà áo cưới. Thì cuối cùng là bà nói ông chịu, giờ ông qua ông lại nhập phòng đàn gái. Ừ, vui. Mà bên đây nhiều lắm á, nhiều cặp 80+ tuổi mà cưới nhau lắm á. Mà cái tuổi rồi làm ăn gì được thầy ơi? Hết làm ăn thì được rồi. Mùa đông lạnh lẽo ôm cho nó ấm thôi. Ôm cho nó ấm thôi vậy. Chứ không có cái chuyện mà cái chịu luôn kia không có đâu. Cũng có nhưng mà đừng... Thôi nha, mấy đứa con nó thôi, nhà mẹ nó sẽ qua lần nữa thì... Mẹ tái giá thì mẹ phải chấp nhận làm cô dâu rồi đám cưới đàng hoàng, con đứng lên tổ chức đám cưới cho ba mẹ. Nước Mỹ này có nhiều chuyện buồn cười quá thầy á. Ừ. Cái chuyện mà cô nói chuyện do cũng đến mình ở Việt Nam là không cho phép những cái đây là nó không có chuyện đó. Ở Việt Nam không cho phép là do mấy đứa con thôi, chứ còn cái đời không muốn nói gì đâu. Do mấy đứa con lắm chịu thôi. Nghe là báo chí truyền hình mà biết chuyện này chắc là nó quay phim nè. Quay phim, nếu báo chí truyền hình với mấy youtuber á. Dạ. Biết chuyện mà hai ông bà 80+ tuổi là đám cưới rồi. Tình này lên nó hốt bạc mà, nó tin đạ mà. Tin hót nữa. Dạ.
Việt Nam mình cho nó ấy, chứ đặt ở Mỹ thì tụi nó coi thường. Chính tục tuổi lấy nhau là cái chuyện thường. Cũng như làm cho nó buồn ăn ủi chứ giờ bây giờ mấy đứa con nóng chịu nó càng chết cũng hay quá chịu gì đâu cho các ông bà cũng như dìu dắt nhau dìu đỡ nhau chút đỡ lúc nào hay cái đó chứ giờ mấy đứa con nó khôn quá cái nó mà không chịu nó chết nữa đúng chưa? Cái kỳ này qua coi ông cha ông nói trò quen mấy cụ già thế này nè, mà bây giờ trò ghi danh cho trò học cái ngành này á, học online thôi, rồi chính phủ nó cấp cho mình cái software đó, rồi là giúp cho cụ ông giúp cho người già mà có tiền rất là nhiều. Ví dụ như mỗi năm chắc nói của bà biết mỗi năm nó biểu renew cái gì của người già đó, renew về giấy tờ phải điền đơn renew á. Tưởng đâu mình tưởng đâu là mấy cái vị mà ta làm vậy đó ta làm phước không có đâu nha, làm xong một người chính phủ nó trả $700 đó cô, tự chính phủ nó trả đó. Ví dụ một năm á rồi làm 20 người thôi là mười mấy ngàn đô la một năm, nhưng mà mình phải có cái học online thôi, rồi có software đó. Ví dụ như vậy, cụ ông như cụ bà nè, mà rồi chịu khó làm hai hồ sơ này thôi là 2,400 rồi. Tức là ông bà khỏi phải trả tiền, bởi giờ mình tưởng đâu mấy cái người làm người ta làm phi không có đâu, lấy từ chính phủ đó, tự động chính phủ nó trả à. Vậy mà ví dụ như họ nói họ vì cộng đồng ta làm, thì ví dụ như cụ ra cụ làm cụ phải cho người ta 50% đúng không, phải ăn được hai đầu luôn, thấy không, làm nó lấy cái danh nghĩa và cho đi cộng đồng này kia tưởng nó tử tế lắm, ai ngờ nó cũng chặt thấy bà đấy. Nó là bò nhiêu nó chỉ cho nhiêu cho chứ không lẽ là cụ đưa 20 đồng cho mới biết cũng phải 50 50 trong khi ăn kia 700 một người á. Rồi bởi cho nên ở Mỹ thì mình biết chuyện nó dễ sống lắm. Bây giờ phải học để ông cha ông nói, để ông qua ông mở cái đó, ông giống như ông ghi danh cho học thôi, sao dễ học vậy làm kiếm tiền. Bởi vì ta làm mấy cái pudding này nè, người già nào không cần mất công cụ lái xe ra ngoài chỗ ấy nữa. Và có cái máy sách từ đây cái là bấm có software đó. Vô thôi, vừa khỏe cho mấy cụ mà vừa đằng này có tiền nữa. Để cho ông cha ông chỉ làm sao. Nhưng mà từ đó giờ nghe mấy ông mấy bà làm như toàn là nói vì cộng đồng làm dùm trong trà tưởng nó thiệt đó cha. Mấy người này bỏ công bỏ việc vì cộng đồng. Nó hù là hù mấy cái người mà mới qua chưa biết á, cũng không chứ nói là gì cộng đồng, chứ làm việc cho cộng đồng, tưởng đâu sao cộng đồng giống như cái ông ở nhà trời nó làm một ngày là 40 đồng đó, mà đem lại ông có hộp cơm vậy nè, không được miếng canh nữa, nhưng mà ngày 40 đồng lấy tiền chính phủ 40 đồng ngày tháng ngày hai thứ bảy chủ nhật không đem nữa đó nha. Nhưng nay là không có đem, nay không xin cơm chỗ không ăn nè. Mà ở cái câu Việt Nam gọi là câu lạc bộ, ở bên đây gọi là cái gì đó? Câu lạc bộ Mã Vàng á. Dạ đó, cũng câu lạc bộ phải không? Dạ. Cũng cứ nghỉ người vậy ngày hai. Dạ. Mà thu được bao nhiêu người một tháng là cũng thấy bao nhiêu. Trong mà cho ăn là thấy có gì đâu. Có 100 người. Ăn bây giờ đi ra mua giờ thịt bò ta theo thịt gà nó rẻ rề, nấu ngày 10 đồng cũng đủ, đừng nói 40 đồng, chính phủ nó phải trả 40 đồng một ngày. Thấy nhiều khi Mỹ là tội nghiệp, nó nhân đạo, nó cho cái gì nó cũng cho đó. Bây giờ thí dụ như trò nấu cơm đi,
nấu cơm là nó cũng vì cộng đồng, không phân biệt cộng đồng nữa. Tôi yêu cầu ngày có 20-30 người lại nhà rồi lấy cơm thôi. Điều đặn trong vòng bao nhiêu đó kiểm tra đàng hoàng là nó cấp cho mấy chục đồng một người một ngày đó. Ở sang Mỹ nó tính quá mà sao có mấy cái nó ngu ha? Hay là nó nhân đạo quá? Nhân đạo thì đã vậy mà nó còn phải cho tiền mình làm nữa. Nhân đạo. Mày nói thứ nhân đạo gì đó mày hãy kia hạ nói đấy là chữ nữa tụi kia. Nói cái gì nó cũng giúp hết trơn á. Đúng không? Cứ đem nghĩ là chữ luôn. Lên làm dạ nó giúp. Nó mà nó bây giờ nó xây dựng mấy cái chỗ mà cho Hamlet ở biết bao nhiêu tiền. Mà nó không ở. Rồi bây giờ đó vậy đó, người già đã tốn, xin lỗi cho tốn tiền già hàng tháng, tốn tiền bảo hiểm, tốn tiền tắc khe, bây giờ nó tốn tiền ăn nữa. Tính ra một người già ở Mỹ là, xin lỗi, tính thử nghe, 1,200 tiền ăn, 1,000 tiền già là 2,200 rồi. Rồi tiền housing này coi như nó bù vô cũng cho 500 đi, là bà là 2,700 rồi. Tiền bảo hiểm, tiền bảo hiểm thì cũng cho là cũng là 3,000 một tháng là một người. Một người mà nghĩ nước Mỹ bao nhiêu người già? 64 triệu người, người già. Rồi chưa tới những người ở tù. Ở tù, một người ở tù một tháng nó cũng 3,000. Cho nên bây giờ tại sao nó mở cửa cho mấy cái tôn giáo? Còn thấy không? Sự việc ví dụ như giờ, như một mình trò qua bên đây là nói cho nó, mình là một cái người vô danh, nhưng mà nó lại biết bao nhiêu không? Ngồi nói chơi chơi vậy thôi, khuyên người ta đừng có uống rượu, thì đó là nó không tốn tiền nuôi tù lái xe, là thấy không? Không chết người, thấy không? Nội năm giới của Phật thôi là Mỹ nó mừng lắm. Tính ra một cái nhà tù nó nuôi một người 3,000 một tháng, mà nếu mà giúp được một ông thầy tu qua đã giúp được 10 người thôi, 10 người đừng có làm tội thôi, thì coi như là 30,000 một tháng rồi. Để tại sao nó mở cửa đó cho mấy ông thầy tu qua thoải mái, cho mấy bất cứ tôn giáo nào, bị đâu có tôn giáo nào xuống người ta đi uống rượu, đi khủng bố đâu. Chứ đừng nói chi mà chuyện mà giết người hay là trộm cắp hay là tà dâm hay là nói dối nữa. Cho nên thằng Mỹ nó khôn rồi, nó cũng khôn dàn trời mây, mà nó nhân đạo cũng nhân đạo quá. Nó biết cái chuyện gì mình làm nó cũng biết trơn, mà nó thèm nói trời ơi. Đừng có thèm quá thôi, hay quá giờ nó biết hết trơn đó. Trời ơi. Tính ra bây giờ còn thất nghiệp thì nó cho tiền thất nghiệp. Có nước nào ngon vậy đâu. Thất nghiệp nó cho tiền thất nghiệp. Thế mà làm không làm doanh nghiệp không xong được khai phá sản ăn bất si. Tại tính nó không có nước nào mà tại sao mà hiểu ra ai mới mà Mỹ cực thế mà ai cũng khoái vào, thì nó có những cái đặc biệt tại mình thiếu phước rồi mình lấy ra, chứ Mỹ nó hay làm ăn không xong khai phá sản thì thôi chứ đâu có làm nháo. Chứ Việt Nam thử phá sản ở tù ở đòi nợ tới bến nha. Già thì nó nuôi. Đó mà cô nghĩ tính đã yêu tinh này là một, đó là một tuần nha, mấy người đã tính thử là thức ăn nó cho bao nhiêu chục tấn, nó cho đó bao nhiêu chục tấn hàng. Một tháng là một cái 100+ tấn hàng. Nội lấy yêu tinh này không á. Rồi nó chi mà trả nước Mỹ. Đúng ra nhà nước Việt Nam phải cảm ơn Mỹ nhiều. Cảm ơn sao? Nếu mà nó không cua ma tuổi người già thì cũng thấy Việt Nam chết, từ chết tới chết. Nhà nó đem bên đây nó cua ma, cái kệ chiến tranh thì nó phải có phe này phe kia, nhưng mà cuối cùng nó cua ma nổi mà hại tiền HO thôi là biết bao nhiêu người. Nhân đạo, quá nhân đạo. Nhưng mà con nghĩ thương người để giúp đỡ mọi người mà cứ
ở đây cái chữ đế quốc Mỹ, đồn đế quốc Mỹ, mà đế quốc Mỹ mà xài đồ Mỹ. Nhưng mà hay nữa là mình ra đây là cũng học cái tánh Mỹ nữa, chữ nó không có khe. Dạ. Nó càng chữ nó càng giống như nó giống như nó sống xứ thiên đường à. Nó càng chữ nó càng có phước là sao á, nó đâu có khe đâu. Không để Việt Nam mình là ai cũng có bản ngã. Mình đó thì trước chỗ tổng thống ở đó có làm cái chỗ như cái phòng vậy, thầy ghét gì đó thì ra cái ở đó thì chữ vô đó chửi cha ông nữa, thầy chửi cái ngày ông sao chửi ông tên tao tổng thống là chửi. Nhiều người thấy thầy chửi gì đó cái người ta nói sao mà ở chữ thì kia cái tụng Mỹ đó mấy người đó học khùng rồi. Trời bên Okali kìa, kỳ đó cô biết rồi, đi lên xe rồi mới thấy rõ ràng ở San Francisco đó. Mấy người đứng biểu tình mà trời lạnh mà lúc rồi mới qua đó. Cái mấy người Mỹ nó ra nó ghét, nó mở cửa xe nó phun miếng rồi đó. Thế nó nói làm chuyện rùi bu quá, nó nói vậy mà nó không nói mà nó phun nước miếng thôi. Vậy đó. Còn không mà nó đưa, mấy xin lỗi, nó đưa ngón tay vô viên đó. Điều có cái gì mình cũng thái quá thì ông lợi dụng lòng tốt đó, mình làm quá không được, còn thấy không được. Còn ba gì vụ gì, ba vụ đó biết nhúng vô con không nhúng là tàu, tôi không có làm cái tội đó. Mấy người mà đi biểu tình nên là có một số người ta làm mướn 1:35, hồi trước là 1:35 đồng. Yeah. Hồi thời cái bà Đàm Bảo Kiếm á. Yeah. Là bà cứ bà đứng bà cầm bà đội nón lá có lá cờ ba sọc, rồi bà cứ bà cầm bà lo bà la cứ một tiếng là 35 đồng. Tiếng là 35 đồng. Chứ có tinh tế gì đâu, cái gì đâu, cái gì nước, gì dân gì đâu. Chứ la một tiếng thì có người đem là cho chai nước ở bánh mì, là tiếp tục cái nào mày làm tiếng nữa đi thì trả tiền thêm tiếng nữa. Nó nói đá đào còn sẵn, đá đào còn sẵn. Thì nó kêu là cười. Mà hồi đó mới qua thấy mới nó sợ lắm cậu. Yeah. Tại mình không thấy. Giờ đến giờ thấy nó lạ. Nào là cầm cờ, nào là này. Nhưng mà người nghe, mấy người đó nhìn thấy không có được cầm gạch, cầm cây gì hết trơn nha. Càng không có cầm súng ống hay là khí giới á. Trong người không nó mới được đứng la vậy đó. La thì phải xếp cho ai chữ đó không. Ấy tụi con mà phải nói coi vậy chứ quân đội tụi con cứ giữ cái truyền thống của mình, tụi con không có tham gia mấy cái chuyện quân đội thuần tí là không có tham gia gì. Cũng vui thế mấy nay mày mày ở đâu mày mày đúng là mày ngoài đài liệt sĩ cũng biểu tình lắm xùm quá mà có mấy người à, cầm cờ cả đống chứ hơn 7, 8, 9, 10 mấy người là cao à. Hình thức để nó quay phim này nó đưa lên mạng thôi. Làm cái trò đó đã đảo ông gì gì là ông gọi là chủ tịch không, ông chủ tịch nước qua bên ông tổng bí thư qua thăm ông Tô Lâm, chỗ nào cũng là ào ào. Làm thế thì tự nhiên là lủi xe vô, trời tính đi vô trong cái chỗ quán chai với mấy cái chỗ đó coi có ai cần việc làm cho mấy người thấy đứng biểu tình quá thôi rồi xách xe bị lủi ra. Đấy là nó thấy mình tại xe nó nói vậy, cái nóng lên là hai bên ẩu đả nữa. Giờ thì không có xài, giờ là chạy xe tự tại rồi. Tại nó tưởng đâu là mình chạy chiếc xe hai bánh, nó tưởng là mới qua, đúng không? Yeah. Con cán bộ mới qua thì... Nói nãy là nói, cậu bà cái vụ cái software đó, cái vụ học cái nó được đó cậu bà ha. Học cái nó nãy ha. Đi làm cho người già, kiếm vài chục người năm giúp cho người ta làm cũng có tiền. Không biết học nhớ không? Hay bấm mày mà, giống như cái thẻ nhà văn rồi đó.
cái bữa đi rút tiền để mà gửi về cho người Bắc á, bấm bấm bậy cái họ đít ra, cái bấm đít ra cái nó phá luôn cái thẻ lại, tôi gửi cái mới đâu biết đít ra là gì, rồi tưởng nó đít ra là à, tôi vui vẻ tôi đồng ý kia, ai ngờ đâu nó lại là làm cái thẻ mới luôn, làm cả tuần lại không có rút tiền, không có bỏ tiền thì nó mắc cười, nhiều chữ mình đâu có biết đâu. Còn ví dụ như cái chữ tiếng Anh đó, chữ survey đó, survey mà tại sao mà chữ S nè, chữ E là chữ R là chữ V, chữ E là phụ, là phụ, phụ giúp, mà thêm chữ R nữa thì nghĩa khác. Mà tại sao mà nó đăng không biết có sai chính tả không? Thế báo nó đăng cần người giúp việc đó, mà tại sao có chữ R sao nữa? Không làm gì nữa. Đấy, hồi của bà là phân tích đó. Chữ ra coi, nó thêm một chữ thôi nó khác liền à. Dạ đi, đi bộ ha. Ừ. Đi chứ, đi không được thẻ. Ráng đi thì mơ mốt nè, khỏe cái làm lễ kỷ niệm cụ ông cụ bà đám cưới mấy mươi năm á, kêu bằng lễ cưới vàng đó. Năm và bà chị dẹp mẹ hấp hôn rồi không con cái đã hay chúc thọ rồi thôi thì lễ chúc thọ nhưng mà làm mừng nha. Hay như cưới 30 năm là đám cưới gì, 40 năm đám cưới gì, 50 năm đám cưới gì đó. Sống nó còn có tiền sống nữa.